Xin kính chào quý vị đang đến với kênh Nước Pháp Có Gì Hay. Bữa nay để thư giãn cuối tuần, Tổng Tổng xin mời quý vị cùng với vợ chồng mình đi ngắm cảnh đẹp của làng quê nước Pháp nha các bạn. Những địa điểm mà mình sẽ dẫn quý vị tới tham quan bữa nay á là những cái điểm vui chơi nhỏ của người dân địa phương thôi. Những cái chỗ này thì ít khách du lịch tới lắm, tại vì họ không có biết đâu, họ thường đi tới những cái chỗ mà nó nổi tiếng, nó sầm uất thôi. Còn mấy chỗ này á là dành cho dân thổ địa. Bởi vậy không khí ở đây rất là bình yên, nhẹ nhàng, phù hợp cho những ai thích yên tĩnh hoặc nghỉ dưỡng. Ngày mai 23 tháng 9 thì ở châu Âu mới chính thức bước sang mùa thu. Tuy vậy thì mấy bữa nay trời đã bắt đầu có những trận mưa, mà thậm chí những trận mưa rất lớn như là bão luôn các bạn. Năm nay thời tiết cũng khá nóng. Tất nhiên là cũng có những tuần nắng, những tuần mưa, nhưng mà mưa xong rồi khi mà nắng lên á, thì cho tới giờ này rồi, tháng 9 rồi mà nó cũng nóng lắm thưa các bạn. Nhưng mà cũng nhờ những đợt mưa như vậy mà mình không cần phải tưới cây, tưới rau gì hết. Các bạn thấy mình năm nay cũng trồng được ớt nè ha. Lần đầu tiên mình trồng ớt đó. Thấy dễ thương không? Nhưng mà mình không được ăn tại mình sắp về Việt Nam rồi. Mà bây giờ nó vẫn còn xanh. Còn đây là tía tô của mình nè. Còn đây là rau răm. Bữa hổm đi họp mặt chị em bạn gái ở cái vùng này, xong rồi em kia nó tròn mớ rau răm mà nó tốt quá trời, mình về ăn rồi, cắm vô nước thôi mà nó vẫn ra lá rất là tốt nè các bạn. Đã không? Chắc trước khi về mình phải ăn một lượt rồi mới về quá. Cây tiểu quỳnh của mình đang ra nụ, nhưng mà rất tiếc là mình cũng không được thưởng thức cái mùa hoa này rồi. Đây là cây si. Còn đây là các loại cây lớn nhỏ mình đang ươm mầm cho nó ra đó các bạn. Hết mưa rồi, mình thì tận hưởng cuộc sống bằng cách ngắm cây ngắm hoa, còn mẹ con nhà hàng xóm thì đi nhảy trampoline. Mùa hè tới mùa thu á, thường thường mình hay rủ bạn Lo Lo tranh thủ đi làm về sớm để ra ngoài picnic, ăn uống ở bên ngoài thiên nhiên á. Vừa ăn vừa ngắm cảnh hoàng hôn, ngắm thiên nhiên, ngắm người qua kẻ lại, rồi ngắm việc trời rồi vậy nè. Cho vui. Có bạn nào cũng có sở thích giống mình không? Đây là hồ Lemon này các bạn. Các bạn thấy cái máy bay đó không? Đây là tuyến hạ cánh của hãng EasyJet. Cho nên là thường xuyên nó có máy bay qua đây và chuẩn bị nó hạ cánh xuống sân bay Geneva. Những lần đầu từ Việt Nam qua đây á, mỗi lần hạ cánh xuống sân bay Geneva thì mình đều đi ngang qua cái Lac Léman này, ở phần của nước Pháp lẫn phần của Thụy Sĩ. Mình thấy trời ơi, sao mà nhìn xuống mặt đất thấy nó vui tươi, một khung cảnh vui tươi và hạnh phúc đến như vậy. Mọi người chơi lướt sóng, chơi đủ thứ trò, người ta bơi lội dưới hồ rồi nằm dài ra cỏ. Một cảnh sống sao mà thấy nó vừa thịnh vượng mà lại vừa thư thái, an nhàn đến như vậy. Và rồi cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng thì mình cũng giữ phần vào cái nhóm người đang vui chơi hoặc là nằm dài, thư giãn ở dưới mặt đất đó. Hồ Lemon là một hồ lớn và nó nằm gần những cái thành phố nhỏ của nước Pháp như là Evian, Thonon-les-Bains hoặc là thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Bên kia là thành phố Lausanne, cho nên thỉnh thoảng gia đình mình cũng xuống dưới hồ đó chơi. Nhưng mà thực sự đó, những cái hồ ở trên núi mới là những cái hồ mà làm cho mình say mê nhất. Tới đây thì mình cảm thấy yên bình và nhẹ nhàng nhất. Các bạn thấy màu nước không? Đó, cái màu xanh của nó là đã khác với cái màu xanh của cái hồ Lemon rồi ha các bạn ha. Tại vì hồ Lemon cũng như là những cái hồ lớn ở Pháp hay Thụy Sĩ á, thì nó lớn quá cho nên cái màu nước của nó là nó xanh màu trời. Còn những cái hồ nhỏ nhỏ này nè, nó giống như những viên ngọc ở trên núi vậy đó. Nó xanh màu ngọc bích. Trưa trưa chiều chiều các gia đình dẫn con ra đây. Cha mẹ thì ngồi trên bãi cỏ tán gẫu, uống cà phê, làm chai bia hoặc là ăn kem như nhà mình. Con cái thì tha hồ chạy nhảy, bơi lội, chơi chán thì đạp xe quanh bờ hồ.
Mình chưa biết tiên cảnh làm sao chứ mình thấy vậy mình nghĩ chắc cũng không xa tiên cảnh lắm ạ. Hai đứa mình đưa con lên núi cho tụi nó coi đua xe, cho nên tụi mình không đem theo đồ bơi. Nhưng mà mai thứ bảy, nếu trời đẹp thì tụi mình sẽ lên đây bơi ạ. Vớt cua chót trước khi về Việt Nam. Bữa nào không bơi thì ngồi ngắm thiên hạ không cũng là một cái thú vui rồi. Ngắm đã rồi, nằm dài ra đọc sách. Bà bác này lớn tuổi bà cũng chăm bơi ghê không? Mình mà có mẹ mình ở đây mình dẫn mẹ mình đi bơi cho khỏe người. Đó, mấy cậu nhóc chơi xong là lên đạp xe đó các bạn, đạp quanh bờ hồ vậy đó. Còn những người khác thì họ chơi đu dây kia kìa. Riêng anh bạn lo lo nhà ta thì trời ban cho cái bụng bự cho nên là anh chơi nhạc ở trên bụng với trên ngực, khỏi cần dùng trống. Chơi chán thì anh ta lăn ra đánh một giấc ngon lành. Còn mình lúc thì đọc sách, lúc thì ngắm thiên hạ, mà nhất là ngắm ba em bé này chơi nè. Các bạn thấy nó lặn giống con vịt lặn không? Nó chổng khu lên. Mình nhớ hồi nhỏ mình cũng mũm mĩm chắc giống cái em bé gái đứng trước đó. Cái cậu bé xíu này cũng bắt chước người ta lượm đá ném đồ nữa. Đi còn chưa vững nữa nè. Thỉnh thoảng mình nhận được một số tin nhắn của quý khán giả nói rằng coi kênh của mình thì cảm thấy rất là thư giãn, và họ tự hỏi làm sao mình có thể có được một cuộc sống an nhiên đến như vậy. Thực ra mình nghĩ cuộc sống nào cũng có cái giá của nó, căn bản là bạn chọn sống cách nào thôi. Còn nếu bạn đã muốn một điều gì á thì bạn cứ mong muốn đủ lớn, đến một ngày nó sẽ thành hiện thực. Bạn có tin mình không? Nếu không tin á thì bây giờ bạn thử coi. Chứ mình thì mình tạo nên cuộc đời mình bằng cách đó.